Thưa quý khán giả, chiều nay 23 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp phiên thường kỳ nghe trình bày dự thảo báo cáo quý 1, tình hình công tác tháng 3 và triển khai công tác quý 2. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp. Quý 1 năm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng tổ chức việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021, đảm bảo nghiêm túc đúng nguyên tắc phát huy dân chủ, quán triệt tổ chức thực hiện và sơ kết tổng kết các chủ trương của Đảng theo đúng quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thực hiện bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm lại, chỉ định và giới thiệu ứng cử bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với 36 cán bộ công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính công chức cơ quan đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố năm 2020 và năm 2021. Trong quý kết nạp 406 đảng viên, đạt 26,19%. Kinh tế thành phố bắt đầu phục hồi và phát triển, các ngành lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi tích cực. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 390 triệu đô la Mỹ, tăng 10,7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 27.000 tỷ đồng, đạt 15,45% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ. Có 949.000 lượt khách đến Cần Thơ tham quan du lịch, đạt 23,7%. Doanh thu từ lĩnh vực này đạt 642 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách dự kiến cuối tháng 3 là 2.846 tỷ đồng, đạt gần 27%. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quý 1, thành phố cũng còn một số khó khăn nhất định, đó là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, ngành du lịch và một số hoạt động dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đạt thấp so với kế hoạch, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách chưa có tiến triển mới, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong quý 2, đặc biệt là trong tháng 4 năm 2022, bên cạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên như tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư ngoài ngân sách, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối liên vùng khu vực quốc tế. Đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đặc biệt quan tâm một số nội dung. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả kết luận số 20 ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Kinh tế xã hội năm 2021-2022. Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2022. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo toàn diện các nội dung trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.